này được rồi đó. Bỏ này vô đây, bỏ này. Dạ có quay cô gái không? Có. Ừ. Gái mình đây. À, tá Thu Anh, Liên Xà Thái. Nãy giờ chơi mấy tiếng hồ rồi. Đúng rồi là sắp giãn tuồng rồi. Giờ này họ đi ăn trưa hết. Chỗ này bán bắp kho à, nổ với nước đá bào á. Anh nói là anh má đẹp đá bào. Bán lại mình nè, ai nè, khô. Mua ly đây á, nó refill mỗi ngày, nguyên ngày luôn. Gì hả? Cái này cái khách hàng á. Ờ, refill khỏi tiền á. Thank you.
hay vậy. Ông già ủa máy cài nó cũng bằng điện luôn hả? Cài ha. Cái xe này mà đẹp quá. Xe này hồi năm 50 á. Trời, 1950 tới giờ hả? Như cái chẻo nước. Exit lại là lối ra. Enter là vô. Xe cẩu hả? Ok, enter. Trời. Hả? Xe gác đẹp vậy? Ừ, xe gác đẹp quá. Đi gây qua tay quay cái xe gác này coi coi. Wow. Này là ra công ty xe gác mua cái này cho này mướn ta chở được. Đẹp. Ok đi. Ok. Từ giả nha, bye bye. Bye bye. Ở này còn tiếng hồn nó về con gái nó nếu mình về trễ quá là bị kẹt xe. Nó ngay thằng cháu ngoại nó còn muốn chơi nữa. Trời ơi, thằng gì mạnh dạn quá trời luôn á, chơi gì mà biết đã lâu rồi mà nó còn hứng lên. Hứng dương nè. Hứng dương nè cả nhà. Mình này có lại tiệm tàu á, đi mua bụi qua lại như khi nào đi ra phố tàu á, chỗ ngang công lý á. Ở chỗ đường hết tờ đó mua bụi qua lại về chồng. Ôi mua quá trời luôn. Thank you.
về tao mua bông quá trời luôn nha nhà ơi. Hello. Thắng có nhóm này qua đây, ông qua luôn biết. Ủa cha con mắt đâu rồi? Đâu bên số 1 á. Yeah. Ôi ô xe. Bây giờ họ ra cái xe màu gạch tôm này nè, cứ mắc tiền á, mua cái giờ cái màu gạch tôm này, gạch cua, cái này cua này cua gạch đó. Mà cái gì cũng màu trắng, màu xám đẹp. Rồi đây. Tới rồi. Chơi chút con gái nó dễ. Vô đây cho nó dễ đấy. Rồi. Xong. Ông đi xuống đây ông mới mở cửa ra được. Ông đang che cái cửa sao mở được? Không, ông đi ra ngoài mẹ ơi. Quay nữa hả? Ừ. Trời ơi. Một phút thôi. Cho con nào kinh lên rồi thì ông lên. Chân dụng tối đa mà. Qua cái bãi đậu xe quá trời lớn luôn. Bên kia thêm hai ba hàng nữa. Hai cha con Mỹ con. Hello. Hi, cute. Yeah. Mở máy đi, mở máy rồi dặn máy lạnh lên nha vừa. Ừ, thôi nó nóng thấy mẹ luôn. Trời nóng quá. Nhà coi xe đẹp đẹp không ơi? Dưới này tụi mấy người này nhà giàu á, sắm xe mắc tiền đẹp đẹp không à, toàn là xe mắc tiền không đó cả nhà ơi. Bây giờ từ chữ thập lấy lên nè, chân có tiền ở dưới này mới vắng không à, sao người sang trọng ở dưới này. Mày nói mấy em mình cứ nói ở dưới này chắc ngay ngoài ngoại ô hơi quê, đâu có quê đâu. Người ta có tiền bạc, có xe chạy tới đâu không được. Mà hít thở không khí tốt đó cả nhà. Đây nè, Audi nữa nè, cả nhà thấy không? Nè, Audi nữa nè. Đồ tốt tốt không à, Mercedes được không? Cái này Audi nè. À, mà quay hầu phu nhân thu hoài gì đó. Sắm cho Audi cái nó bị. Thì đó mà ông gì Hải, Đoàn Ngọc Hải á, cẩu. Cẩu đi phải chuột lại tổng thế. Ok thôi mình là bay nha cả nhà. À, gái làm xong rồi thì mình bay à. Ok bay đi, bay bay. À chưa hả? Ok. Mình lên xe. Nè Audi nè. Mấy ngày xe mấy xe này vàng, cái vàng xe nó cứng lắm. Nhưng mà nó cái sau này chắc nó phải chế lại cái bít tông nhỏ một chút nè cho nó ít hao xăng á. Tại vì xe nó hao xăng đó. Này mới xung xì. Mà chị nó mua Toyota. Toyota với Honda. Honda. Honda cũng như là nó Honda đó với Toyota. Xài nhưng mà nó mềm lắm. Cái thùng xe nó mềm lắm. Rất là mềm. Cái xe mà học nhãn này cũng đẹp quá cả nhà ha. Đưa mua mời gần coi. Cái màu nhãn này rất là đẹp. Rất là đẹp. Thôi vậy tự giả nha cả nhà. Để coi Chu Lê Phoa cái gái nó không có đi chỗ nào đây. Chu Lê Phoa là bữa Quốc Khánh Mỹ. Năm nay Quốc Khánh Mỹ nhằm bữa Chủ Nhật. Nhưng mà gái nó tránh thủ cho một ngày nghỉ thứ hai ăn lương. Tại vì bù qua. Bù qua hồi đó mình đi xuống dưới Khoi Né là mình đi sang Sóc Quầy xuống dưới á. Mấy người đó thi đua ăn hot dog ha cả nhà. Trời ơi, ăn hot dog hả? Thôi thôi biết luôn. À, ăn hot dog một người ăn cái đó thằng Nhật, người Nhật Bổn nó ăn thắng. Ừ, ok. 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 Ok, bye bye gái ơi, bye bye. Ok, bye bye. Ok. À, chỗ này bây giờ còn thiếu hồ đã đóng cửa rồi. Ok, nó mua bông quá trời luôn, người nào mua chắc lên xe hết.
mua bông hết trơn, đem về trồng. Mỹ thì nó mua bông trồng khác hơn mình. Ừ. Giống mát này nó ưa kia ổn vậy. Bye bye. Cái đường kia mày kìa. Nãy cái đường kia có ông kia bưng cái thùng đó. Cửa 9 giờ mở cửa. Tới 5 giờ là nó đóng rồi, lại tài còn tiếng hộ đóng cửa rồi. Mẹ che lên cái bạc nó lên bán đồ ăn rồi trò chơi này nữa. Mẹ xem cái bãi đậu xe khủng khiếp luôn. Chưa đẩy xuống nữa nè. Chút xíu mình quay lại nha. Đây nè, ngôi nhà này cũng đẹp lắm. Xám như vắng nè. Giống như thoải mái ra, sát sáng ra hết cái giường. Lâu lắm mới thấy chiếc xe này. Cái này là gì? Maracari gì? Cái hãng nè. Cái tên hãng năm chạy của nó. Cây bông nho
sao mà dùng nho ở đây nè, cũng là để nó trồng nho vậy. Cái nông trại này quá trời lớn luôn, trồng hoa trồng nho vậy hả? Thấy rồi, quá trời luôn. Chúng mình